Quý khán giả vẫn đang xem chương trình phát hình của đài IBC TV. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục đối thoại với nhà báo Ngô Nhân Dụng, gia đình của anh Thái phụ trách. Kính chào ông Ngô Nhân Dụng. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả IBC. Thưa quý khán giả, ngày 19 tháng 9 lúc 11 giờ tính theo giờ tại Âu Châu, rất đông người Anh Quốc, rất nhiều du khách ngoại quốc, các nhà lãnh đạo trên thế giới, hoàng gia đã vĩnh biệt nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và bà đã an nghỉ ngay tại lâu đài Windsor bên cạnh hoàng tế Philip là chồng của bà mà đã qua đời một thời gian trước đây. Hình ảnh của nữ hoàng Elizabeth trong lòng mọi người, đặc biệt là tại Anh Quốc ra sao? Chúng tôi xin đưa câu hỏi này với nhà báo Ngô Nhân Dụng. Thưa ông quan sát tất cả những tin tức và hình ảnh về tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đó, thì cái điều nổi bật nhất mà ông có thể ghi nhận được là gì ạ? Có thể nói rằng bà ấy được hầu hết mọi người kính trọng. Một cái đó là một cái chuyện nó hiếm trong số những cái nhân vật chính trị ở trên thế giới. Tại sao lại hiếm ạ? Thì nó hiếm là bởi vì có mỗi bà ấy thôi. Dạ, nữ hoàng nhưng mà phải có một cái điều gì đặc biệt khiến cho bà được yêu mến như vậy chứ phải? Dạ, thứ nhất đó, là cái quy chế của bà ấy là một cái người đứng đầu một quốc gia, mình gọi là quốc trưởng, mà có thể gọi là người tiêu biểu tượng trưng cho cái quốc gia đó. Nhìn vào bà đó thì người ta nghĩ rằng người ta đang nhìn vào nước Anh. Thành ra là cái địa vị của bà đó là cái địa vị hiếm hoi. Nhưng mà điều đặc biệt hơn nữa là bà ấy ngồi ở cái ngôi vị đó trong 70 năm trời. Từ trước đến nay chưa có một vị hoàng đế Anh nào ngồi lâu như vậy. Có thể so sánh với các ông hoàng đế Tàu, các đời ông Càn Long với lại Khang Hy. Chứ còn ở một cái thế giới hiện nay đó, chúng ta có rất nhiều vị vua và nữ hoàng. Thí dụ như là hoàng đế nước Nhật cũng vẫn là một người đứng đầu và tượng trưng cho quốc gia. Rồi những cái nước ở Bắc Âu, Na Uy, Thụy Điển cho đến Hoa Lan, những cái nước đó đều còn có vua hay là nữ hoàng. Thế nhưng mà không có ai mà được người ta quý mến như là bà nữ hoàng Anh. Có lẽ là bởi vì rằng suốt một đời bà ấy gần như là chỉ làm một công việc thôi, là làm nữ hoàng. Thưa Ngô Nhân Dụng, chúng tôi quan sát thấy một điều là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người rất kiệm lời khi mà đi ra công chúng. Và trong tất cả những biến cố chính trị ở bên nước Anh, từ những cái vụ Brexit cho tới những cái chuyện mà thí dụ cái vụ đổ bộ tại cái kênh đào Suez thời thập niên 60 mà nước Anh thất bại đó, chúng ta không hề nghe nữ hoàng Elizabeth có một lời bình luận nào cả. Theo ông thì đó là cá tính của nữ hoàng ít nói hay là có một cái sự quy định nào đó của cái hiến pháp bất thành văn của nước Anh khiến cho vị nữ hoàng không tuyên bố gì cả? Dạ, cả hai. Nó vừa do cái định chế mà nó vừa do cái con người. Cái định chế là nó có một cái hoàng gia Anh, ngày xưa người ta gọi là monarchy. Monarchy có nghĩa là hoàng tộc, là cái chế độ mà ông vua bà hoàng là đứng đầu. Sau này đã đến thời nữ hoàng Elizabeth, dần dần người ta bỏ cái chữ monarchy đi, người ta dùng gọi cái định chế đó là royal family, có nghĩa là hoàng gia. Hoàng gia đó nghe nó bớt quý trọng so với cái chữ monarchy, tức là hoàng chế. Thì cái đó là một cái chuyện chuyển đổi về định chế. Từ nay giờ đi, người ta sẽ nhìn cái hoàng gia đó như là người bình thường, chứ không phải là một cái vai trò thiêng liêng gọi là được ông trời phán xuống để mà làm hoàng đế hay là hoàng hậu hay là nữ hoàng. Cái điều thứ hai đó là chính cái nhân vật bà Elizabeth đệ nhị, bà ấy muốn đóng cái vai trò nữ hoàng đúng cách. Mà trong cái lịch sử của nước Anh đó, từ khi cái chế độ quân chủ nó chuyển dần dần sang chế độ đại nghị,
thì nó không có một cái văn bản nào rõ ràng gọi là từ nay chúng ta chuyển từ chế độ này sang chế độ kia. Giống như ở một nước nó có cái hiến pháp, nước Anh không có cái văn bản nào gọi là cái hiến pháp cả. Tất cả những thứ mà bây giờ chúng ta gọi chung là hiến pháp của nước Anh là do rất nhiều cuộc mặc cả giữa các vị vua với lại chính phủ Anh. Mà chính phủ Anh là do cái viện dân biểu mà người dân bầu lên, họ lập ra chính phủ. Thì cái chính phủ Anh ấy, họ phải gọi là tranh đấu với lại hoàng gia để mà họ có nhiều quyền hơn. Cứ mỗi lần họ lấn được một bước, hai bên ký kết với nhau thành một cái đạo luật, thì cái đó lại góp vào cái bây giờ ta gọi là cái hiến pháp của nước Anh. Thành ra cái vị nữ hoàng đó, theo định chế là không dính vào chính trị. Tất cả các việc chính trị là do viện dân biểu. Có một cái viện nữa gọi là Nguyên Lão Nghị Viện, nhưng mà cái viện đó không quan trọng bằng cái viện dân biểu, tức là so sánh ở Mỹ ta gọi là cái Hạ Viện ở Mỹ. Thì cái viện dân biểu đó mới làm chính trị. Còn nữ hoàng hay là ông vua bây giờ là ông Charles số 3 thì đóng cái vai là biểu tượng cho quốc gia, đại diện cho quốc gia trong cái việc giao dịch với các nước khác, nhưng mà không dính gì đến việc chính trị. Thì đó là vừa là do định chế, vừa là ra cái con người của nữ hoàng Elizabeth. Thưa quý vị, nếu mà đang làm cuộc so sánh giữa hai cái định chế quân chủ, chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt hoàn toàn và nổi bật lên cái nền hiến pháp không thành văn của Anh Quốc và cái cá tính của nữ hoàng Elizabeth. Thí dụ nhìn qua Thái Lan chẳng hạn, các vị quốc vương Thái Lan á, mặc dù vẫn mang tư cách biểu tượng, Thái Lan cũng có một chính phủ do thủ tướng lãnh đạo vân vân, nhưng mà tất cả những sự xáo trộn trong nội bộ chính trị của Thái Lan, từ đảo chánh, quân đội lên cầm quyền vân vân, nhưng mà một khi vị quốc vương triệu tập tất cả những phe phái đang chống đối nhau đến thì mọi người đều quỳ xuống hết, và cái lời khuyên nhủ của quốc vương Thái Lan thường thường là được những cái phe phái mà đang tranh chấp nhau đó họ thỏa thuận được với nhau. Còn nữ hoàng thì không hề can dự vào những cái chuyện như vậy cả. Nhưng mà thưa với ông Ngô Nhân Dụng, vị vua vừa mới nhậm lên ngôi vua tại nước Anh bây giờ đó là hoàng là King Charles đó, thì cá nhân ông King Charles cũng có một vài cái chuyện khiến cho dư luận cũng bản ra tán vào, từ cái chuyện đối với người vợ cũ là công nương Diana cho tới mọi chuyện. Thế thì ông có nghĩ rằng cái triều đại quân chủ của nước Anh sau khi nữ hoàng Elizabeth băng hà đó, hiện nay và trong những năm sắp tới nó sẽ là một bộ mặt khác không? Dạ thưa, cái bà Elizabeth đệ nhị đó là một cái nhân vật độc đáo. Ở trong cái lịch sử nước Anh ấy, có thể nói chưa có một vị vua hay là nữ hoàng nào có thể so sánh với bà ấy được. Thành ra cái ông Charles là, bây giờ ông ấy nhận là ông Charles là đệ tam, cái người vị vua đầu tiên, bây giờ đến người thứ ba lấy tên là Charles là. Cái ông Charles là đệ tam đó, mà nếu bảo là có tai tiếng đó thì thực ra cũng không tai tiếng nhiều hơn những cái vị hoàng đế trước đây ở nước Anh. Không tai tiếng nhiều. Không nhiều lắm không? Ngay cái ông vua Thái Lan bây giờ đó, dạ, thì cũng có nhiều tai tiếng lắm. Tiếng lắm đấy, dạ. Thì cái chuyện mà ông Trạc Đề Tam, ông ấy bị tai tiếng về phương diện tình ái chẳng hạn, thì cái chuyện đó là cái chuyện đã xảy ra nhiều lần. Thế bây giờ, có thể nào ông Trạc là được kính trọng như bà nữ hoàng không? Thì ta biết chắc là không. Bởi vì như chúng ta công nhận là bà ấy là một con người đặc biệt, chỉ có một người như bà ấy thôi, không thể nào có ai mà lại được kính trọng như là bà ấy. Thành ra ông Trạc là đệ tam sẽ đóng vai một ông vua, cố gắng làm sao theo đúng hiến pháp, nhưng mà còn là được dân chúng kính trọng hay không, đi ra nước ngoài gặp các vị quốc trưởng các nước khác có được người ta kính trọng như thế không, khó lòng lắm. Nhưng mà còn cái chế độ quân chủ ở nước Anh ấy, thì hiện giờ đó chúng ta không thể đoán chắc được. Nhưng có một điều là không có một cái phong trào để mà đòi thiết lập chế độ Cộng Hòa ở nước Anh. Có những cái người nói đến và tại sao chúng ta không theo chế độ Cộng Hòa, nhưng mà cái số người đó ít ghê lắm. Mà hiện nay đó mọi người đều công nhận
cái người con của ông King Charles là của ông Charles là đệ tam, ông hoàng tử gì William. Yeah. Mọi người đều công nhận là ông đó mai mốt sẽ làm vua, kế nghiệp ông Charles là. Cũng như cái bà vợ ông ta đó thì ai cũng nhìn là bà này mai mốt sẽ là hoàng hậu. Ở nước Anh ấy, hiện giờ ta công nhận cái chuyện đó. Thành ra nói rằng ô cái chế độ này chắc sau ông Trạc là mất đó, thì tôi không có cảm tưởng là nó sẽ mất. Ông ấy mới nói là không có một cái phong trào nào muốn thành lập một cái nền Cộng hòa tại Anh Quốc cả. Như vậy có thể hiểu rằng nếu mà thành lập một nền Cộng hòa đó thì phải bỏ cái chế độ gọi là hoàng gia của nước Anh không? Dạ, theo định nghĩa. Nếu chúng ta lập một chế độ Cộng hòa có nghĩa là không còn hoàng tộc nào nữa, không có ai làm vua nữa, thì ngay ở các nước quân chủ khác đó, hiện giờ cũng vẫn có những người họ bảo là thôi xóa ông vua đi, xóa bỏ hoàng đi, mình lập chế độ Cộng hòa. Nhưng mà tất cả đều là thiểu số. Bây giờ hỏi dân Nhật, họ có muốn bỏ chế độ quân chủ để lập một chế độ Cộng hòa bầu tổng thống hay không? Thì tôi chắc là khoảng độ 1-2% là cùng. Ở những cái nước như là Hà Lan, Thụy Điển, ở những cái nước đó thì các vị vua hay là bà hoàng hậu ở Hà Lan họ sống rất là bình dân. Chúng ta có thể gặp ông vua Na Uy hay vua Thụy Điển lái xe đi ngoài đường mà gặp đèn đỏ thì ông vua cũng đậu lại như người khác vậy. Nhưng mà những cái vị vua như là ở bên Nhật, bên Thái Lan và bên Anh ấy, thì vẫn được bao bọc bởi một cái hình ảnh có tính cách huyền thoại. Chúng ta không nghe nói đến cái ông vua Nhật mà tự lái xe đi được, cái chuyện đó là cả nước họ sẽ đứng đầu không chịu nổi. Vâng. Cũng như ông Trạc là vậy. Thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ trở lại với nhà báo Ngô Nhân Dụng sau ít phút thông tin thương mại.